Em cho anh theo nha. Anh làm cái gì nữa đây? Hôm qua mày đánh vô đủ hả? Nhưng mà anh thấy em đi một mình anh không yên tâm. Chứ là cái thằng quay phim đó nó lợi dụng quá. Chuyện gì đâu mà nó cứ nhờ em hoài, nó lợi dụng em quá. Anh phải đi theo, được quản lý tài chính cho em. Hả? Gì vậy? Đau bụng quá. Gì vậy? Ôi sao tự nhiên đau bụng quá vậy nè? Sao vậy? Sao vậy? Đau bụng quá, đi mua thuốc đau bụng cho em đi, nhanh lên đi mua thuốc đau bụng cho em đi. Em yên tâm. Sao tự nhiên đau bụng quá ta? Anh mua rồi. Hả? Anh đã mua chuẩn bị hết cho chuyến công tác của hai đứa mình. Đau bụng quá. Rồi. Phong, lấy cho anh ly nước. Dạ. Sao anh không tự đi lấy vậy? Trời ơi, anh phải ở bên em chứ. Chứ bây giờ anh không rời em nửa bước đâu. Ngay cả cái lúc em chết anh phải nhìn em chút hơi thở cuối cùng. Đó, nè, để anh chút. Đau buồn quá. Sếp, nước của sếp nè. Rồi. Ủa Nhi, em chưa đi công tác hả? Khá cái gì? Rồi nè. Đó, nó tan rồi. Uống đi, uống hết. Gì đâu, bụng mới uống mới hết. Từ từ để em xíu nha. Sặc. Nè, uống rồi, biết rồi. Làm cái gì vậy? Tại sao đổ thuốc ra bụng của Nhi? Tại vì thấy hoa héo nên em tưới cho nó tươi lên. Sếp, cái gì vậy? Sếp. Ấy, em lấy lộn cái ly của anh kìa. Anh tưởng nó đi công tác rồi chào từ ngày hôm qua tới nay mà cũng còn đây nữa ha. Đồ cái thứ đàn ông mà như là cái đồ con nít, cái đồ thối tha, cái đồ đồ yêu đúng không à? Cái gì vậy? Không phải, không có nói anh, nó nói ông Lâm kìa. Anh nghĩ sao em đi làm việc mà đúng không? Em đi quay phim thì tất nhiên em phải đi chung với các ông quay phim rồi. Chứ đâu phải em đi chơi hay là em đi du lịch với ông quay phim đâu mà ghen, không cho em đi. Nếu mà em đi thì đòi đi theo, anh thấy coi vừa phải thôi. Gì đâu? Cái đầu con cái ra quá, cắt cái đầu ra. Tình yêu là cái gì mà cái thế giới này phải hờn phải khóc. Độc thân như anh vậy có phải khỏe không? Anh không hiểu đâu. Bực mình quá đi á. Thôi, nấu ăn là xả stress đúng không anh Nhân? Nấu ăn là xả stress. Rồi, anh có thể nào cho em phụ anh làm liền luôn đi. Được. Bực bội quá anh thiệt á. Cái Nam nấu bún cá ngừ đi, bún măng. À, bún măng hả? Ừ. Em nghe bún cá ngừ em có tưởng là bún cá ngừ kho á. À, giống như Phan Thiết á. Mình nấu bún măng cá ngừ. Hấp trước cá ngừ ha anh? Ừ, hấp trước. Nấu cho nó nhanh. Em cắt rau nha, anh cắt măng. Cho hỏi món này mình nấu nhanh không anh? Nhanh. Em muốn nấu càng nhanh càng tốt. Mà cái món này chắc là món nước vậy là chắc là phải thích hấp nước chứ anh hả? Đúng rồi. Anh mà nghe em cười mỗi lần vậy anh nói thiệt với em là tối nay khỏi ngủ luôn á. Gì kỳ vậy, em ít cười vậy lắm. Măng là măng trúc này nhỉ? Măng trúc là sao anh? Măng trúc, trúc. Thay vì măng tre, này là măng trúc. À, ngộ vậy. Nhưng mà thường á, là trong măng nó có cái chất mà nó làm cho mình dễ bị khi mà nhức người uể oải, mà đặc biệt là mình bị cảm rồi đó. Nó làm mình bị mỏi mệt hơn. À. Bữa nay chắc anh không ăn món này đâu. Anh á? Sao không ăn vậy? Anh nhức người. Đúng rồi, đừng có ăn nha. Cái món này em cũng đang bị nhức người lắm. Cho nên là mình đừng có ăn. Trời, nhức người quá, mới nói cái nhức ghê. Anh không ăn, em không ăn này, không có ai ăn hết. Nhưng mà một người phải ăn nha, đó là anh Lâm. Anh là thêm thích ăn cái món này lắm. À, Lâm nó có nói thích ăn món bún cá. Thì đó. Anh hay dẫn đi ăn á. Cho nên anh đừng có ăn, không ai ăn hết nha. Chỉ có một mình anh Lâm ăn thôi. Làm cái ác ho quá. Bởi vì cuộc đời đừng có làm gì suy tính chuyện ác quá. Lâm ơi cho ớt vô đi nhỉ.
anh Khiều không? Được chưa? Trời nhiều quá hả? Nhiều em xin lỗi, em xin lỗi. Tà lắm. Tại vì em có nghĩ về cái con người khác á anh. Cho lúc nấu ăn với anh em chỉ muốn hành hạ người đó thôi. Cái này tà lắm. Vậy nó mới có miếng. Đã cho anh con dao nhỏ đi. À, nóng. Anh hấp như vậy là mình giữ lại được chất dinh dưỡng của cá anh ha. Ủa, phải xé cá ra vậy hả anh? Nó phải ra miếng miếng thì nó mới ngon. Đau anh giờ sao nữa anh Nhân? Xong rồi, giờ múc ra tô thôi. Múc ra tô đi. Trần trước ha. Rất chuyên nghiệp. Nó đổ gấp cá luôn nha. À. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Vậy là xong chưa anh Nhân ơi? Xong rồi đó. Xong rồi ha. Anh Nhân em nói nè. Không được. Anh không làm gì được. Thôi đi mà cho em làm đi. Đã nói không có được, không có làm gì được đâu. Nè anh không cho em làm đúng không? Vậy là em không có dễ đi quyết được chuyện này. Thôi em không có đi công tác, không đi làm. Em nghĩ luôn không làm đạo diễn nữa, bỏ nghề đi. Nè. Thì sao? Nè, giúp em nha. Bây giờ anh trang trí rồi đó, còn mấy chuyện khác. Thôi lại, lấy xả. Bỏ nghề đó nha. Thiệt tình chứ. Phi tiêu liền. Nhân lấy nước giùm em với. Được. Xong. Honey. Anh ơi. Ủa, em ở nhà hả? Được rồi, nếu hôm nay em ở nhà, anh sẽ nấu ăn cho em ăn nha. Thôi không có đâu, em nấu xong hết luôn rồi nè. Ở đây ăn đi, muỗng nè. Món gì vậy? Món bún cá ngừ. Tôi nấu hết rồi mới đi xuống đây ha. Tôi sẽ đút cho Nhi ăn. Không được, em nói nghe, lâu lâu em mới được ở nhà hãy mình nấu ăn, em đút cho anh ăn nha. Ôi ơi, húp miếng nước đi, nước là anh Nhân nó là nước ngon lắm. Hả? Em thương anh mà đúng không? Thương. Khoan. Hả? Em thương anh như lúc ban đầu mà đúng không? Trời ơi, thương nhiều hơn luôn á nha. Chưa, ngon lắm luôn á, nãy em húp rồi. Nóng. Nóng hả? Ngon. Ngon. Ăn cá nè, nhúng cá vô cái nước nè. Nhúng cái cá vô cái nước nè. Em nấu hả? Anh Nhân nói, phụ anh Nhân thôi. Em mới ngày em nấu cho anh ăn luôn hả? Đúng rồi, tình cảm quá. Sao vậy? Dạ. Hả? Vui quá. Anh em ăn chung với anh đi, để anh gắp cho em. Em bị anh Nhân nói là nhất mình nhất mẩy không có được ăn măng. Vậy hả? Nóng quá. Nóng quá. Em sao vậy Nhi? Em vui quá. Anh vui lắm luôn á. Ừ. Dù nóng mà anh vẫn thấy ngon. Ngon đúng không? Ngoài cái thấy ngon, còn thấy sao nữa? Thấy hơi no nè. Còn thấy gì nữa không? Cây. Cây hả? Hấp thêm miếng nước đi coi còn cây không? Hả? Vô. Uống nước đi, em vẽ cá cho anh nè. Cá này xương nữa nè. Cái chừng xương. Rồi, ăn coi chừng xương nha. Ngon. Sao? Nãy giờ thấy sao? Anh nước gì vậy? Ngày nào em cũng ở nhà em nấu cho anh nè. Anh thấy sao? Anh thấy cũng đã. Rồi sao nữa? Cảm giác sao nữa? Thấy cái món này ngon. Không phải, cái ngay chỗ này nè, đau không? Có thấy đau chưa? Anh thấy chột, chả đau chưa? Không, anh thấy căng ngay bụng, trùng da mắt. Không, anh phải có cái cảm giác đau không? Đau. Nè, anh chỉ đau ở đây nếu như em lừa dối anh thôi. Trời ơi, không có phải đau dưới đây nè, đau bụng quá, thấy đau bụng không? Có thấy đau không? Quặn ruột không?
Không, không phải đâu, tại anh Nhân á, anh mua cái cá người không có được tươi á. Cho nên là bị sợ anh ăn bị đau bụng thôi chứ không có gì hết á. Anh có bị đau bụng không? Em yên tâm đi. Trước khi anh đi anh đã uống thuốc chống độc nè, chống đau bụng nè, chống say tàu xe nè, chống ói nè. Anh uống hết rồi, bây giờ anh miễn nhiễm hết á. Anh ăn nữa nè. Anh Nhân, em đi công tác. Tôi đi công tác đây, xích ra kia coi. Ê, Nhi. Đây, tôi nói cho anh biết. Nhi đừng rồi, Nhi. Cái gì? Ở nhà với anh đi, Nhi. Tôi đi công tác, anh mà đi theo tôi tự đó nghe chưa? Ông buông tôi ra. Ông cho nó đi đi. Nhi, cho Nhi đi công tác đi. Ý mà em đi á, anh tự tử cho em coi. Ừ, thì anh đi tự tử đi, chừng nào tôi về tôi mua quà, bó nhang. Ê, Nhi, không có được thế đó, giữ lại đi anh Nhân, giữ lại. Nè, đây là lần cuối em thấy anh đó nha. Em nhớ đó. Trời ơi, cái gì vậy? Ông làm cái gì? Ông buông tôi ra coi. Ông buông tôi ra coi. Tôi đã nói ông rồi, ông đừng có gan. Tại gan hồi Nhi nó bị mất việc làm sao, hiểu không? Không được, tôi phải dí theo Nhi. Dí đi đâu? Ở đây, đừng có đi đâu hết á. Buông tôi ra. Cái gì vậy? Buông ra. Cái gì? Tôi đau, tôi đi. Được chưa?